Nhưng mà tôi đọc tôi chỉ thấy tôi mắc cười thôi. Tại vì là Bộ Ngoại giao là Mỹ mà là những kẻ thần kinh và hồ đồ thì Mỹ không phải là bá chủ thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Asanen vào ngày 29 tháng 3 2017 đã trao giải phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 cho một số phụ nữ đến từ nhiều nước trên thế giới tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Trong số các phụ nữ được vinh danh có blogger mẹ nấm của Việt Nam và 12 phụ nữ khác. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, từ khi giải phụ nữ can đảm quốc tế được thành lập vào năm 2007, Ngoại trưởng Mỹ đã vinh danh nhiều phụ nữ can trường trên toàn cầu, những người đã thể hiện lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo trong các nỗ lực vận động cho nhân quyền, bình đẳng giới và quyền phụ nữ. Giải này đặc biệt vinh danh những phụ nữ từng bị tống giam, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng vì đã đứng lên đấu tranh cho công lý, nhân quyền và pháp quyền. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 13 phụ nữ trên toàn cầu được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh giải phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017. We honor one woman who is not able to be here today. Nguyen Ngoc Như Quỳnh of Vietnam. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu viết blog với bút danh Mẹ Nấm từ năm 2006, dùng truyền thông xã hội để phản đối bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đấu tranh cho những người không có tiếng nói trong xã hội. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam hôm 10 tháng 10 năm 2016 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Những tài liệu mà phía nhà cầm quyền Việt Nam thu giữ và cho là chứng cứ tại nhà mẹ nấm được truyền thông nhà nước đăng tải có những biểu ngữ như cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, khởi tố Formosa, những khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược cùng tập hồ sơ, chấm dứt nạn công an giết dân thường. Với dữ liệu về 31 người chết, trong khi công an giam giữ, vụ bắt giữ này ngay lập tức khơi dậy làn sóng phản đối từ giới hoạt động nhân quyền trong lẫn ngoài nước và cộng đồng quốc tế. Và người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng danh dự Phụ nữ quốc tế dũng cảm năm 2013, nhà báo Tạ Phong Tần có cuộc nói chuyện cùng với Quốc Quy về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Xin kính chào chị. Chào anh Trương Quốc Quy, xin kính chào tất cả các bạn đang xem chương trình của chúng tôi. Cũng lâu cũng không có được gặp chị nhiều. Thì chúng ta cũng biết là mới đây thì một người bạn của chúng ta, một người đấu tranh cho nhân quyền ở tại Việt Nam, đó là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, được Quốc hội Hoa Kỳ giống như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh là được cái giải gọi là người phụ nữ dũng cảm. Thì chị cũng là một trong những người đã từng đạt được cái giải đó, thì chị nhìn nhận về cái việc mà những nhà đấu tranh ở trong nước, mà nhất là những phụ nữ đạt những cái giải thưởng như vậy, nó như thế nào thưa chị? Tôi là người đầu tiên ở Việt Nam được vinh dự Bộ Ngoại giao Mỹ chọn trao giải là 11 trong số 10 người phụ nữ can đảm thế giới vào năm 2013. Và kế tiếp là bây giờ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, được chọn một trong số 13 người phụ nữ can đảm thế giới của Bộ Ngoại giao vừa Hoa Kỳ vừa đưa ra. Về phía chúng tôi, những cái người được vinh danh đó trong thời gian đang ở trong lao tù cộng sản, thì chúng tôi ở trong tù đương nhiên là rất là cô đơn, lúc nào cũng phải là căng thẳng lên để mà chống chọi lại những âm mưu, những cái thủ đoạn bẩn thỉu của bọn công an trại giam nhằm vào những người tù chính trị. Đó, hiện bây giờ cái thời buổi ngày nay thì người ta không thể vô không và không dám dùng bạo lực như ngày xưa, nhưng mà họ có rất nhiều thủ đoạn đàn áp khác, nó tinh vi hơn, nó xảo quyệt hơn và nó khoa học hơn. Và những cái việc đấy tôi đang lần lượt viết ra trong cái hồi ký Đứng Thẳng Làm Người và lần lượt đăng trên báo Người Việt. Thì tôi muốn nói rằng là ở trong tù là ngoài cái việc mà phải chống đỡ với nhà cầm quyền cộng sản và bị bưng bít
thông tin về thì là không có một bất cứ một cái sợ trợ giúp tinh thần nào khác ngoài những cái kỳ mà người thân đến thăm nuôi rất là hạn chế, mỗi tháng một lần. Và chúng tôi biết được cái tin mà mình được chọn trao giải khi mà tôi đọc báo Cộng sản. Tờ báo Dân Dân là tờ báo duy nhất có ở trong tù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi đọc một cái bài báo trong đó, đó là nó đã nói rằng tôi, Tạ Phong Tần, đó là một kẻ phạm tội vô cùng nguy hiểm, mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là những kẻ rất là mù mờ, hồ đồ và thần kinh mới trao giải thưởng cho một đứa phạm tội như tôi. Yeah. Nhưng mà tôi đọc tôi chỉ thấy tôi mắc cười thôi. Yeah. Tại vì là Bộ Ngoại giao là Mỹ mà là những kẻ thần kinh và hồ đồ thì Mỹ không phải là bá chủ thế giới. Yeah. Cho nên đó, họ nói gì kệ họ, cái mà mình nhìn thấy đó là cái thông tin. Và mình phấn khởi, mình coi như đó là một cái nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với một người đang ở trong tù. Yeah. Và còn riêng đó, đối với những người đang đấu tranh ở Việt Nam thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái giải thưởng đó là một cái sự khuyến khích, một cái tín hiệu của phía chính phủ Mỹ đưa ra nói với người dân Việt Nam rằng các bạn hãy đấu tranh đi, cái cuộc đấu tranh của các bạn hôm nay là chính nghĩa và chúng tôi, nước Mỹ luôn ở bên cạnh các bạn. Yeah. Đừng lo sợ, đó là các bạn với đấu tranh vì cái quyền con người, vì quốc gia, vì dân tộc và nó phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với những cái chuẩn mực của thế giới văn minh. Thưa chị, khi mà bắt đầu chị qua bên ngoài bên này, chị cũng bắt đầu mình sống ở trong cái đời sống của một người tị nạn giống như mình ở ngoài quốc gia Việt Nam, mình dòm về Việt Nam, giống như chị tham gia vào những cái buổi vận động hay là chị có những cái ý kiến và những cái cách nhìn của mình về cái phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì chị nghĩ như thế nào nếu mà so với lại những cái giải thưởng về nhân quyền như vậy, và đặc biệt là cái giải thưởng này nó cùng chị và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Việt Nam chúng ta chỉ có 2 người đạt được cái giải thưởng đó, thì chị thấy như thế nào khi mà nếu những cái thông tin đó hoặc là tiếp tục sau này có những người được vinh danh như vậy thì cái vấn đề đó nó tác động như thế nào đó đối với lại cái phong trào đấu tranh dân chủ ở tại Việt Nam? Tôi nghĩ rằng cái giải thưởng đó không chỉ dừng lại ở con số 2 như hiện nay, mà trong thời gian tới, những năm tới sẽ còn có những cái người phụ nữ khác được vinh danh, và không phải chỉ có phụ nữ mà ngay cả nam giới, trẻ em cũng vẫn được vinh danh nếu họ tham gia vào cái cuộc chiến chống độc tài Cộng sản, vì quốc gia, vì dân tộc. Và đó là một cái giá trị tinh thần to lớn, tuy rằng giá trị vật chất là nó không có là cái gì, nhưng mà giá trị tinh thần nó là không giới hạn và nó không có gì cân đong đo đếm được. Đấy, đó là cả một cái nước Mỹ đang ở phía sau lưng ủng hộ chúng ta. Dạ. À, vậy thì cái việc đó đó chị, cái khi mà chị cảm thấy mình, chị biết được cái tin mình được nhận giải thưởng, nó tác động đến cái tinh thần đấu tranh của chị như thế nào? Nó cho tôi thấy rằng là tôi không cô độc, mặc dù tôi đang ở trong tù bị bao vây bởi 4 bức tường và bởi hàng loạt công an cộng sản và cả những cái người tù thường phạm tội ma túy, giết người luôn luôn là theo dõi, rình mò mình mỗi một cái hành vi, một cái cửa động của mình, thậm chí mình ăn ngày mấy lần, đi vệ sinh ngày mấy cử nó cũng báo cáo luôn nữa. Nhưng mà cái việc đó đối với mình không là cái gì cả, tại vì mình biết rằng cả thế giới đang nhìn vào đó, nước Mỹ đang nhìn vào đó, và tất cả mọi người đang nhìn vào đó và đang ủng hộ mình. Yeah. Mình không cô độc. Vậy thì cái sự phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam, giống như họ cho những cái phát ngôn viên đi lên phản đối, nói rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải cho những người đang phạm tội hay là những cái người mà gọi là họ gọi là vi phạm pháp luật Việt Nam đó, thì chị nghĩ rằng đó, cái đó về cái mặt mà cái mặt mũi, tức là cái vấn đề mà ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với quốc tế thì nó tác động như thế nào? Cái lời phản đối của nhà cầm quyền Việt Nam mà nói lên trong những cái trường hợp như thế, nó chỉ làm cho người ta cười thôi chứ không có tác dụng gì hết, tại vì nó đi ngược lại với chuẩn mực văn minh của thế giới loài người. Yeah. Nhưng mà cái đó đối với quốc tế, nhưng mà chị nghĩ rằng nó có cái ảnh hưởng đối với lại những người đang sống ở trong Việt Nam không? Người dân Việt Nam bây giờ người ta còn tin lời bọn Cộng sản nữa sao? Không bao giờ có chuyện đó. Mà nhiều cứ bây giờ tất cả chúng ta lên mạng internet vào Facebook sẽ thấy mỗi khi một cái quan chức Cộng sản cầm quyền nào mà lên nói một cái câu gì thì đều bị dân chúng người ta chửi rủa, hoặc là người ta chê diễu, người ta chê là ngu thế này ngu thế nọ, chẳng có ai còn tin lời Cộng sản nữa.
Vậy đó thì thưa chị, cái vấn đề mà chị thấy giống như truyền thông mà của nhà nước Việt Nam họ đưa ra, giống như những bài báo hoặc là những cái đến ngày nay đó, những cái truyền thông của trong nước đó, nó còn tác động nhiều đến với lại người dân Việt Nam nữa hay không? Tôi cho bà là nó vẫn còn tác động nhiều. Tại vì cái số người mà có thể lên mạng, có thể là đọc những cái thông tin gọi là lề trái đó, là thật ra nó không có được nhiều so với dân số Việt Nam hiện nay. Tại vì Việt Nam có 70-75% dân số là nông dân, mà những người này họ nghèo, họ không có điều kiện tiếp xúc với Internet nhiều, và họ thường phải đọc báo giấy. Và cái báo giấy nó chỉ là cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản mà thôi. Và họ tin vào những cái điều báo nói, chứ họ cũng ít, họ có thể nói là giống như tôi ngày xưa thôi, mình không có cái gì để mình tìm hiểu, không có cái nguồn lựa, không có cái lựa chọn nào khác, và mình thấy báo nói như thế thì mình tin là báo nói, tại vì là báo của Cộng sản nó cũng khôn ranh lắm, chứ nó không phải là ngu xuẩn gì đâu. Nó là nó đăng cũng có vài vụ chống tham nhũng, cũng có vài vụ là bên vực người dân những cái việc lặt vặt này kia kia nọ, nhưng mà chúng ta phải nhìn trên cái tổng thể cái tờ báo của Cộng sản, đó là bảo vệ cái quyền lợi của Đảng Cộng sản, bảo vệ giai cấp cầm quyền, chứ dân là thứ yếu. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết là những cái vấn đề như là môi trường Việt Nam, như là Formosa, hoặc là có những cái khu đất, và nó còn nhiều cái vấn đề khác nữa, tức là nhiều cái khu công nghiệp khác họ vẫn đang gây tác hại đến cái môi trường sống của dân Việt Nam. Thì trên cái mặt trận truyền thông á, chị nghĩ rằng hiện tại bây giờ những cái nhóm đấu tranh hoặc là những cái cách mà đấu tranh của các giáo dân ở tại Việt Nam chúng ta đó, mình từ ở bên nước ngoài này mình dòm về đó, thì mình thấy nó sẽ có sự thay đổi nào hay không? Nó sẽ thay đổi, và bắt buộc phải thôi thay đổi, nhưng mà là thay đổi như thế nào nó tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh của từng cá nhân. Bây giờ mỗi một người dân đều có khi có một cái điện thoại thông minh trong tay, tức là cái smartphone đó, là họ là đều có thể trở thành một nhà báo tự do. Chứ không phải như ngày xưa báo chí là độc quyền của Cộng sản. Bây giờ tất cả ai cũng có thể làm báo được, ai cũng có thể chụp hình, quay phim, thông tin một cách trực tiếp lên Internet và cả thế giới đều nhìn thấy. Đó là một cái lợi thế của truyền thông tự do. Đó là muốn bây giờ mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà muốn điều khiển dư luận như ngày xưa, định hướng dư luận như ngày xưa không phải là cái chuyện đơn giản, rất là khó khăn và phức tạp, và càng ngày không có ai người ta thèm đọc những cái thông tin của nhà nước nữa. Dạ. Nếu mà bây giờ chị ở trong Việt Nam, chị đấu tranh bằng truyền thông, bằng mạng xã hội, chị sẽ làm bằng cách nào? Ngày tôi còn ở Sài Gòn, tức là cách đây là hơn 5 năm về trước, tôi không tham gia một cái tổ chức đảng phái nào cả. Tôi chỉ dùng ngòi bút của tôi và mạng Internet. Nhưng mà tại sao người Mỹ họ biết đến tôi? Chính phủ Mỹ họ biết đến tôi dù tôi chỉ có một mình. Mà khi đó truyền thông Internet không phát triển như bây giờ. Thì ngày hôm nay người ta, tất cả những người ở Việt Nam họ cứ làm như tôi ngày xưa thôi. Là đồ có thể nói rằng đó là một cái sức mạnh. Mình biết được cái gì là cứ viết, mình ghi được cái hình gì chụp lên là mình cứ ghi lên, được cái phim nào là mình cứ việc mình đưa lên. Và bây giờ cái phương tiện cao khoa học kỹ thuật nó phát triển, ở Việt Nam bây giờ người ta có thể làm hơn tôi được ngày xưa rất nhiều. Còn nếu mình bây giờ ở bên hải ngoại thì cái việc mà chúng ta đấu tranh cho Việt Nam thì chúng ta bằng phương tiện truyền thông chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải khai dân trí. Nó có những điều Cộng sản Việt Nam che giấu để lừa bịp người dân, chúng ta đưa nó ra cho người dân nhìn thấy. Và kế tiếp nữa là chúng ta phải có cái tiếng nói, chẳng hạn ví dụ như cuộc biểu tình ngày hôm nay chẳng hạn, để cho chính phủ Mỹ nhìn thấy, để cho các nghị sĩ, các dân biểu nhìn thấy, và những cái hình ảnh này, cái tiếng nói này tác động đến cái chính sách của chính phủ Mỹ và các nước ở Liên minh châu Âu. Và khi đó là họ sẽ có một cái tác động trở lại đối trong cái chính sách ngoại giao đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chị tin rằng là bên hải ngoại là cái nguồn lực rất là lớn để giúp thay đổi Việt Nam. Đó là một cái nguồn trợ giúp rất là hữu ích, là mà không thể thiếu được đối với người đấu tranh ở Việt Nam hiện nay. Tại vì người đấu tranh ở Việt Nam không có hải ngoại trợ giúp thì nó họ rất là cô độc và bơ vơ, không có một cái chỗ dựa tinh thần nào. Đó là cái chỗ, hải ngoại là cái chỗ dựa tinh thần rất là lớn. Nếu chúng ta coi Việt Nam hiện nay là cái chiến trường đang xung đột, thì hải ngoại hiện giờ đó là một hậu phương lớn, một cái chỗ dựa vững chắc cho chiến trường lớn ở Việt Nam. Xin cảm ơn chị Tạ Phong Tần đã cho chúng tôi có cái cuộc trao đổi trong ngày hôm nay. Xin rồi, cảm ơn anh Trung Quốc Huy, xin chào mọi người.